Tây Du Ký qua cái nhìn Phật học. Mình nói đến sau khi mà Ngài Đường Tăng thoát được cái nạn của Ngân Giác và Kim Giác Đại Vương, thì thầy trò tiếp tục lên đường đi. Thì đến một cái nước đó, cái nước đó tên là nước Ok. Lúc đó thì gặp một cái chùa rất là đẹp, rất là lớn. Thì thầy trò mới muốn đi vào đó để mà xin tá túc một đêm. Thì đến trước cửa chùa thì thấy cái bảng để là sắc tứ bủ lâm tự. Sắc tứ là gì? Cái chữ này quý vị thường thấy ở Việt Nam, các cái chùa cổ thường có cái chữ sắc tứ. Sắc tứ là cái chùa được sắc phong của vua chúa, của vua mà ban cho, vua sắc phong cho cái chùa đó, giống như là một cái ngôi quốc tự vậy đó. Thí dụ ở Việt Nam mình ở Rạch Giá thì có sắc tứ Tam Bảo tự, thí dụ vậy. Nhiều chùa lắm, mà chùa, những ngôi chùa cổ mà vua chúa đã từng đến đó, hay là cái chùa đó được vua công nhận là một cái nơi để cho các cái hoàng thân quốc thích đến lễ Phật, tu hành vậy đó, thì những cái ngôi chùa đó được gọi là chùa sắc tứ, tức là được vua sắc phong. Thì cái chùa này đúng tên là chùa Bủ Lâm tự. Bủ Lâm là chùa có nhiều của báo, gọi là chùa nhiều cái đồ quý báo, không phải là Phật. Cái chữ báo ở đây có nghĩa là thí dụ như là pháp bảo, Phật bảo, tăng bảo, rồi thí dụ vậy đó. Những cái gì mà quý thì gọi là, mà quy nạp lại như một cái rừng kêu là Bủ Lâm, có khi thì gọi là Bảo Lâm. Và cái ngôi chùa này được vua sắc phong. Thì lúc đó khi mà đến trước cửa rồi thì Đường Tăng mới nói rằng để thầy đi vô trong đó, thầy xin tá túc một đêm. Thì lúc đó gặp một cái vị thầy coi chừng ở đó thì mới xin ở một đêm. Thì cái vị tăng này không có cho, và nói rằng chùa này chỉ để dành cho những người trong hoàng tộc, còn những vị tăng sĩ ở nơi khác thì không được chấp nhận. Ngài Đường Tăng năn nỉ cũng không được, mà ông còn ra cái vẻ như là rất là cao ngạo. Thì lúc đó Ngài Đường Tăng trở ra thì cũng chỉ nói lại với các đệ tử rằng người ta không cho mình ở thôi, vì đây là một ngôi quốc tự. Thì lúc đó Ngộ Không nghe rất là tức. Đó là chùa là cái nơi mà để cho mọi người được, nhất là tu sĩ được quyền ở, mà tại sao lại không cho mình ở? Thì tức thời ông phóng vô trong đó, ông ra oai. Thì ông mới nói rằng bây giờ có cho ở hay không, nếu mà không cho ở thì ông sẽ phá chùa. Thì lúc đó vừa dứt lời thì ông dương cái thước bảng lên, ông quơ mấy cái thì mấy cái tấm bia, mấy cái cột đồ gãy hết. Thì ở cái đoạn này á, chúng ta mới biết rằng á, là có những cái việc mà cái người mà nhân từ và hiền hậu như Ngài Đường Tăng không có giải quyết được, phải không? Mà phải có những cái gì, những cái người mà có cái sức mạnh và có cái sự quả quyết như là Ngài Tôn Ngộ Không thì mới có thể giải quyết được. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tùy duyên bất biến đó, phải không? Ông đâu có, hồi nãy đi vô sinh ở thì cũng cho, không cho, mà bây giờ vô ra oai thì lại cho. Thành tử ra đối với những cái người mà họ không có được, họ muốn cứng, họ muốn mặn thì phải cho ăn muối, chứ còn mà họ muốn mặn mình cho đường không có được. Tại trong xã hội có nhiều khi nó cũng phải như vậy. Nhưng mà cái việc làm đó không phải là, không phải là xấu, không phải khởi lên từ cái tâm xấu. Quý hiểu ý không? Ở cái chỗ này là chỉ muốn nói đến cái vấn đề tùy duyên bất biến thôi. Ở một cái Bồ Tát hạnh thì không phải bất cứ lúc nào cũng nhân từ là đúng. Tại vì Bồ Tát thì có đôi lúc phải có những cái hành động hơi thẳng thắn. Thí dụ như mình đánh một đứa con, cái hành động rất là dữ, nhưng mà đâu có nghĩa là mình ác với đứa con hay mình ghét đứa con đó. Mà cái hành động đó là chỉ muốn làm cái gì? Muốn giúp cho đứa con đó nó phải trở nên là một cái người tốt. Cho nên quý vị thấy không, trong đạo Phật mình có một vị Bồ Tát tên là gì? Diễn Nhiên, Diễn Nhiên Vương. Mặt rất là dữ, lúc nào lửa cũng phừng phừng, le lưỡi một cái thì là dài ra,
mà trên đầu thì có ba cái ngọn núi. Nhìn cái hình ảnh là mình thấy ghê rợn rồi, nhưng mà ở bên trong của cái gương mặt xấu đó thì là một trái tim rất là nhân từ. Cũng như vậy, có nhiều khi mình là một cái người cha người mẹ, đôi khi mình đánh đứa con không phải là mình không thương đứa con, mà vì mình muốn răn dạy đứa con cho nó mạnh mẽ, vậy thôi đó. Cho nên đó, cái đó gọi là tùy cơ mà ứng biến, cái đó gọi là tùy cơ mà ứng biến. Mình đối phải nhờ tới uy quyền thì mới có thể hàng phục được những cái người mà họ không có được lễ độ. Cho nên là ở trong một cái ngôi chùa mình có những cái vị gọi là hộ pháp. Quý vị nghe cái danh từ hộ pháp không? Hộ pháp là gì? Ngoài cái việc bảo vệ Phật pháp ra, đôi khi mình phải cần có những cái người dám ăn dám nói. Chứ còn có nhiều khi á, họ lên rồi quý thầy hiền lành quá thì đôi lúc quý thầy không có nói gì được hết, và phải để cho các vị hộ pháp đó họ làm việc. Cho ở trong chùa, thường thường trong đạo Phật đó, trong chùa có những cái vị chư thần, người ta cầm những cái cây kiếm, những cái cây đao, người ta đứng, người ta trấn ở mấy cái góc chùa. Quý vị thấy không, gọi là tứ đại thiên vương hay là bát bộ kim cang gì vậy đó. Và các vị đó, vị nào nhìn mặt mày cũng dữ tợn lắm, phải không? Ai mà vô mà lạng quạng, các vị đó mới trừng trị. Chứ còn mình vô mình bình thường thì đâu có chuyện gì. Vậy cho nên ở trong chùa cũng vậy. À, thường thường các vị hộ pháp là trong cái ngôi chùa bình thường mình thì các vị hộ pháp là ai? Tức là các Phật tử. Các Phật tử mà họ có một cái niềm tin vững chãi nơi Phật pháp, họ có một cái nhìn xuyên suốt, cái gì đáng nói họ sẽ nói, cái gì cần phải làm cho mạnh họ sẽ làm mạnh. Để mà làm gì? Để mà ngăn chặn đi những cái người mà chỉ muốn đi vào trong một cái nơi tôn nghiêm để mà làm oai làm quyền, thì phải cần có vị hộ pháp đó. Chứ còn các bậc Bồ Tát như ngài Đường Tăng thì không thể làm được. Quý vị hiểu ý cái chỗ này không? À, khi đó, một cái đêm hôm đó thì ngài Đường Tăng đang ngồi tụng kinh, thì có cái một luồng gió nó đi thổi vào trong phòng của ngài, thì làm cho ngài hơi mê và ngài thiếp ngủ ở trên bàn. Thì trong khi mà thiếp ngủ như vậy thì ngài nằm chiêm bao, ngài thấy ngài đi đến một cái bờ giếng đó và có một ông vua xuất hiện. Ông vua này tự xưng là hoàng thượng của cái nước OK này, và vì kết giao với một cái tên đạo sĩ, và không ngờ cái người đạo sĩ này đã tìm cách hãm hại ông vua bằng cách là xô ông xuống dưới giếng và tuyên bố rằng đạo sĩ đã bị gió cuốn mất. Thì cái con yêu tinh đó nó giả ra là ông vua để nó về nó cai trị cái nước đó, nó làm oai làm quyền ở cái nước đó và khóa cửa lại cái khu vực có cái giếng đó và không cho ai được vào. Thì lúc đó hoàng thượng mới để lại, ông vua nước OK để lại trên bàn của ngài Đường Tăng một cái ngọc, cái cây mà ông vua hay cầm nó kêu là cây như ý bằng ngọc, để trên bàn. Thì lúc đó ngài Đường Tăng giật mình vậy thì mới biết là mình nằm chiêm bao, nhưng mà thấy những cái chuyện như vậy và rõ ràng trên bàn đã, cái người ở trong chiêm bao đã để lại một cái tín vật để cho ngài Huyền Tăng, ngài Đường Tăng đi gặp thái tử và cho thái tử biết sự tình. Thì lúc đó thái tử của vua nước OK đến chùa lễ Phật, thì ngài Đường Tăng mới tìm cách để mà gặp. Thì ông thái tử mới hỏi là ngài ở nước Đại Đường đến, ngài có cái gì quý cho tôi xem không, để dâng hay không? Thì ngài Đường Tăng mới nói rằng tôi có nhưng không thể mở ra đây được, nếu mà thái tử muốn thì tôi xin mời thái tử vào phòng. Thì lúc đó mời vào phòng thì mở cái hộp ra, thì Tôn Ngộ Không ở trong cái hộp nó nhảy ra bằng một cái hình dạng bằng một bàn tay, chừng một gang tay thôi. Thì thái tử rất là thích thú, nói trời ơi bảo vật gì mà hay quá. Thì lúc đó Ngộ Không phóng lên trên bàn, đi tới đi lui rồi nói chuyện. Thì thái tử thấy rất là vui, tưởng giống như là một cái hình đồ chơi mà biết nói chuyện vậy đó. Thì lúc đó Ngộ Không biến lớn ra và kể cho thái tử nghe mọi sự việc, mà thái tử lúc đó không có tin. Thì trước khi đi về thì Ngộ Không mới nói rằng nếu không tin thì thái tử hãy đi về hỏi mẫu hậu của thái tử thì sẽ biết. Thì đêm đó thái tử về hỏi mẫu hậu phụ vương là ai, thì lúc đó hoàng hậu cũng đâu có biết là ai.
Nhưng mà hỏi cái vấn đề mà vợ chồng thương yêu đồ trong một 3 năm nay như thế nào, thì lúc đó mới thấy rằng có phần lạnh nhạt. Thì lúc đó đó Ngộ Không á muốn biểu Trư Bát Giới đi xuống cái giếng đó để mà tìm một bảo vật. Nếu mà nói mà đi xuống đó mà tìm một xác chết thì chắc chắn là Bát Giới không đi đâu. Vì vậy cho nên mới nói là ngươi hãy đi xuống dưới giếng đi kiếm một cái bảo vật đem lên đây. Thì bởi vì Bát Giới á, là một cái người cai quản dạy một cái dãy ngân hà sông, cho nên cái chuyện mà lặn xuống nước là chuyện rất là thường của Bát Giới. Thành thử ra Bát Giới nhảy xuống giếng, nhảy càng sâu xuống thì đụng cái Long Cung. Thì cái ông Long Cung ở dưới người ta kêu là Tỉnh Long Cung, Tỉnh Long Vương. Tỉnh là cái giếng, Long Vương là ông vua rồng. Vua rồng mà không phải ngoài biển, ở đâu? Ở trong cái giếng đó có một cái Long Cung ở dưới đó, mà chỉ là nhỏ nhỏ thôi. Giống như giờ mình nói là Ép Minh Tinh là một cái thành phố, rồi có một cái ông thị trưởng, hiểu ý không? Thị trưởng. Nhưng mà mỗi một khu vực mình ở thì có ông dân biểu. Thì ở dưới giếng đó cũng có một ông dân biểu ở dưới đó, tên là Tỉnh Long. Cái ông đó, mình những cái ông nào mà ở dưới giếng như vậy đó, chúng ta gọi là Tỉnh Long Vương. Cứ tỉnh là giếng đó. Thì lúc đó mới đội tới cửa rồi, thì ông Tỉnh Long Vương ra tiếp đón. Và Trư Bát Giới mới nói rằng tôi đến đây để tìm bảo vật. Ông kia mới, ở đây đâu có bảo vật. Nói nếu mà không có thì tại sao đại sư huynh tôi nói rằng ở nơi ông có bảo vật. Lúc đó ông Long Vương đó, ông mới nói nếu mà đại thánh mà nói đến bảo vật thì chắc là bảo vật này. Mới dẫn đi vào thì cái xác của ông vua OK nằm ở trên đó mà chưa có rã, 3 năm rồi mà chưa rã chưa gì hết, mà nằm như một người ngủ. Là vì nhờ ông Long Vương ổng cho để ở trong đó là Định Nguyên Châu, tức là một hạt châu để vô trong người và giữ nguyên cái thể xác, để giữ nguyên thần như vậy không có bị rã. Thì lúc đó nói một hồi thì Bát Giới mới cõng ông cái xác chết này lên trên này thì để mà cứu. Thì lúc đó Ngộ Không mới đằng vân lên trên trời, mượn một cái viên thuốc của ông Thái Thượng Lão Quân để cứu ông vua. Thì trong khi mà cứu ông vua sống dậy thì bắt đầu mấy người bắt đầu mới đi đến hoàng cung để mà chuẩn bị làm rõ cái mặt thật của cái tên yêu đó đã giả ra làm ông vua. Cái thì lúc đó đó, ở trong phim á thì chỉ nói rằng hiện nguyên hình và đánh nhau với Bát Giới, đánh nhau với Ngộ Không. Và cuối cùng thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ trên trời đi xuống và cản, không có cho Tôn Ngộ Không đánh chết cho con yêu quái đó, và biến con yêu quái đó thành ra một con hiện nguyên hình. Đó là một con thanh sư. Thanh sư đó là con sư tử màu xanh của Ngài Văn Thù Cợi. Thì ở trong truyện mới kể như thế này. Cái lúc mà đánh nhau đó thì Ngộ Không mới giơ cái cây thiết bản lên định đánh cái con yêu quái, thì con yêu quái nó biến ra thành hai ông Tam Tạng, tức là hai thầy. Thì lúc đó Ngộ Không vừa quơ lên thì cái người kia mới nói đệ tử sao đệ tử dám đánh thầy. Thì quơ bên này cái này mới kêu đệ tử sao đệ tử dám đánh thầy. Thành thử ra con yêu quái nó biến thành là hai ông Tam Tạng. Thì lúc đó Ngộ Không chịu thua. Hai ông hoàng thượng, hai ông Tam Tạng thì không biết ông nào là giả ông nào là thật. Thì Ngộ Không đành phải, nghĩa là tức tối mà ngồi mà bức lông giận dữ thôi. Thì lúc đó Bát Giới mới ra cái ý. Cái thì Bát Giới ngồi cười, thì Ngộ Không mới nói thằng điên, tại sao mà đến giờ phút này vui sướng gì mà ngươi cười. Thì Bát Giới mới quay lại nói sư huynh mới là người điên. Sư huynh mới người điên. Trong chuyện kể vậy, sư huynh mới người điên. Nếu mà không biết thầy nào là thiệt đó, thầy nào là giả dễ thôi, thì mình nói thầy niệm cái chú Cẩn Kim Cố. Mà niệm mà nếu mà thầy ông nào biết niệm mà sư huynh nhức đầu thì ông đó là thiệt. Có phải không nè? Bởi vì đấy nghĩa là khôn nhất kiếp mà dạy một giờ là cái chỗ đó. Nghĩa là khôn cả đời, nhìn là biết ai yêu tinh ai quỷ quái phải không? Vậy mà quên là cho nên mình thấy không, nhiều khi á, cái người mà họ có lý trí thì có lý trí, họ khôn thì khôn, nhưng mà đứng trước tình cảm giữa hai thầy của mình biết là ông mình, nghĩa là
dù mình biết trong này có một ông giả mà mặc với cái hình dạng ổng là thầy mình rồi thì sao, không có dám đánh, không có dám đánh. Trí thì trí vậy đó, nhưng mà nghĩa là khi đó trước mặt mình như vậy thì không có dám hành động. Nhưng mà Trư Bát Giới kẻ bàng quan ở bên ngoài, thấy không? Cái này gọi là gì, gọi là chuyện mình đó thì chuyện mình thì quán, mà chuyện người thì sáng là vậy đó, thấy không? Cái người trong cuộc thì rối bời không biết phải làm sao, nhưng mà Bát Giới ngồi ngoài bị ảnh vô tư lắm. Ảnh ỷ y có sư huynh ảnh rồi, ảnh không có lo gì hết trơn. Thì lúc đó Bát Giới mới nói, thì bây giờ anh cứ việc anh đến trước ông thầy đó, anh nói ông niệm chú Kim Cô cho tôi, mà nếu ông nào mà niệm mà sư huynh nhức đầu thì ông đó là thiệt, thì đúng. Lúc đó say qua thì Đường Tam Tạng niệm thì Ngộ Không nhức đầu, rồi cái ông kia không biết niệm thành thử ra Ngộ Không đứng trơ trơ, thì lúc đó mới quơ tay, mới quơ gậy lên đánh cho ông đó. Thì lúc đó đó Ngộ Không định đánh chết đó, thì ngài Văn Thù Sư Lợi mới đi xuống và nói rằng không có nên đánh nó, không có nên đánh nó. Là tại sao? Vì nó là con thanh sư của tôi. À, thì quý vị mới nghe, lúc này mình mới nghe là giữa hai vị ngài Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không với Văn Thù Sư Lợi đối đáp. Lúc đó Ngộ Không liền nhảy cao, thấy ba người đánh nhau đồng bực, Tôn Ngộ Không giơ thiết bản muốn đập một cái hèo, bỗng có tiếng kêu lớn: Tôn Ngộ Không hãy khoan dừng tay. Tôn hành giả ngoái lại nhìn thấy Văn Thù Bồ Tát, Tôn hành giả bái và hỏi: chẳng hay Bồ Tát đến đây có việc gì mà bảo tôi đừng đánh? Văn Thù Bồ Tát nói: ta đi bắt yêu quái cho ngươi. Nói rồi lấy kiến chiếu yêu ra rọi, Tôn hành giả nhìn vào thấy trong mặt kiến hiện hình con sư tử lông màu xanh, gọi là thanh sư đó. Tôn hành giả hỏi: quái ấy là con sư tử của Bồ Tát cởi, sao để nó xuống làm tinh đoạt ngôi vua chiếm hoàng hậu? Văn Thù nói: nó không phải trốn ta, mà vân lệnh Phật xuống thế. Bởi năm xưa vua Ok làm lành bố thí, Phật tổ sai ta xuống giả làm thầy chùa tới độ về Tây Phương. Ta hỏi ít lời, vua Ok nói không trôi chảy, nổi giận truyền trói ta ngâm nước 3 ngày đêm. Vì lẽ ấy nên Phật tổ sai thanh sư xuống giếng 3 năm để đền tội. Quý vị thấy không? Tức là ngài Văn Thù kể lại cái lý do nào cái vấn đề, thì ngài Văn Thù mới nói rằng á, vua nước Ok này là một người có lòng bố thí, thì hôm đó Phật tổ mới sai ta làm một ông thầy xuống để mà hỏi vài câu Phật pháp để mà độ ông về Tây Phương. Nhưng mà lúc đó vua nước Ok trả lời không trôi chảy, còn ngược lại còn nổi giận bắt ta bỏ xuống trấn nước, mà chính vì cái nhân đó mà phải bị cái quả là sao, ở dưới nước 3 năm. À, nghe như vậy hơi kỳ ha. Tôn hành giả quay lại nhìn thấy con yêu đã hiện nguyên hình đứng sừng sững một bên, và Sa Tăng Bát Quái đều có mặt hầu nghe chuyện. Tôn hành giả đứng ngẫm nghĩ rồi nói: nơi phàm tục còn có câu quân tử đang dung, sao Phật tổ còn trả thù tư riêng như vậy? Vậy để thanh sư phạm đến hoàng hậu phải có bất phép lịch sự không? Đó là người dân thường người ta còn hiểu được cái câu gọi là quân tử năng dung. Quân tử năng dung là sao? Tức là người quân tử còn phải thực hành cái chuyện dung thứ cho người. Phật tổ rồi mà con đi trả thù cái chuyện nhỏ như vậy, mà còn lại đi kêu con thanh sư nó xuống, nó giả làm như vậy, còn phạm đến hoàng hậu, có nghĩa là giả làm hoàng thượng rồi gần gũi hoàng hậu như vậy là trái phép quá. Thì lúc đó mới nói, Văn Thù mới nói: ngươi nói cũng phải, nhưng Phật tổ phải răn những kẻ làm vua không nhân từ làm gương cho bọn bạo chúa. Còn thanh sư không đụng tới cung Nga, có đâu xâm phạm đến hoàng hậu, bởi nó đã bị cắt lâu rồi. Có nghĩa là vì con thanh bị gì nói á, nghĩa là cung Nga tức là hằng Nga trên trời mà không đụng thì huống chi là hoàng hậu là một người phàm. Hiểu ý không? Ở đây á, cái câu chuyện này á, đứng trên cái mặt nhà bình thường á, hiểu không? Chuyện mình đọc thì nó vui, nhưng mà ở đây ý muốn nói cái nhân quả thôi, nói tới cái nhân quả thôi. Mình làm cái gì cũng vậy, mình bất cứ cái nhân gì mình tạo thì mình sẽ bị cái quả đó, chứ không có gì hết. Mình trồng cái ớt thì mình có trái ớt, phải không? Cho ở đây cái câu chuyện chỉ vui như vậy, nhưng mà ở đây chỉ muốn nói cái vấn đề nhân quả.
Rồi lúc đó đó, ở đây á, mình học thêm một cái chuyện nữa đây. Cái người mà họ có trí tuệ đó, họ phải thấy rõ cái đích thực của mỗi hành động, cái giá trị của mỗi việc làm, khi cái kết quả của mọi việc làm. Chứ còn cái hình, cái chuyện gọi là giả làm hai đường tăng ấy, biết không? Cái con yêu đó nó giả làm đường tăng, nó nói chuyện cũng giống, nó đi cũng giống, nó ngồi cũng giống, nó đắp y, nó làm cái gì cũng giống, cho nên mình không có phân biệt được. Mà chỉ khi nào cái người duy nhất mà có thể biết được là thật hay giả là vì cái người đó biết niệm cái chú gì, niệm cái chú cẩn kim cô mà để làm cho Tôn Ngộ Không bị nhức đầu đó. Ở đây cũng vậy, ý muốn nói á, nhiều khi á, mình nhìn cái bề ngoài người ta làm việc á, mình khoan hả sao? Khoan hả định thành cái việc đó là tốt hay là xấu, mà mình phải coi cái tâm phát khởi của việc làm đó là như thế nào, và cái quả của người đó làm như thế nào. Chứ còn mình chưa phải là cái người có cái tuệ giác nhìn thấu được cái ý của người ta muốn làm, mà mình định cái đó là tốt hay là xấu. Quý hiểu ý không? Giống như con yêu mà giả ra làm hai đường tăng, nhìn không biết ai thì ai giả hết. Duy chỉ có cái người nào biết niệm chú. Niệm chú đây là gì? Từ cái tâm ý phát khởi. Cho nên đó, cái việc làm của mình cũng vậy. Cái việc mà chúng ta gọi là chúng ta làm Phật sự đó, quý vị hiểu ý không? Tới chùa làm công quả, làm Phật sự, hay là mình làm bất cứ cái việc gì mà gọi là lợi ích cho mọi người đó, cái hành động ở bên ngoài đôi khi nó chưa đủ để nó kết luận. Mà chúng ta phải nhìn lại mình, cái tâm mình khởi phát việc làm này như thế nào. Vì danh lợi, vì tiền tài, vì những cái chức vụ như thế nào đó, chỉ có mình mới biết, phải không nè? Cũng giống như chỉ có ông đường tăng thật mới biết niệm chú để cho Tôn Ngộ Không nhức đầu thôi. Cái câu niệm chú để ý muốn nói là từ cái tâm khởi phát. Còn người ngoài, người ta nhìn mình, người ta kết luận mình là phải quấy đúng sai, chẳng qua là cái nhìn bề ngoài của người ta. Quý hiểu ý không? Cho nên á, người ta thường nói, người ta nhìn mình, người ta thẩm định mình là tốt hay xấu là qua cái kết quả sau khi mình làm. Còn mình biết được mình ngay từ cái tâm khởi. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói như thế này, thôi bây giờ mình nói cho nó thực tế một chút đi. Bây giờ cái người mà họ không có nhìn, họ chỉ nhìn cợt bên ngoài thôi, họ nói rằng sư ông làm cái chuyện mất thì giờ, gọi là làm gì, gọi là làm business, làm để mà tạo nên một cái sự việc gọi là kiếm tiền, nhưng mà thật sự ra tùy cái tâm mà khởi làm. Cái việc làm gì của mình cũng vậy, nó xuất phát từ cái nguồn tâm. Cho nên ngay cái tâm phát đúng hay sai thì mình biết một cái quả nó như thế nào. Cho nên đó, mình đừng có nhìn người ta bằng cái con mắt rất là hạn hẹp, thành kiến của mình để mà bình phẩm một cái việc làm gì của ai hết, vì cái đó rất là sai. Quý vị có nhớ ông Tô Đông Pha có bà kể đó, ông đến ông đọc thơ của người ta và ông tự ý ông sửa thơ người ta. Nhưng mà khi ông phát hiện ra rằng những cái điều mà ông hiểu đó đâu có đúng, tại vì ông hiểu trên chữ nghĩa thôi mà ông đâu có hiểu người ta ý người ta muốn nói cái gì. Cho nên mình đọc sách, đọc truyện cũng vậy, ngay cái bộ Tây Du Ký này cũng vậy. Mình mà đọc truyện một cách bình thường hay là coi phim một cách bình thường thì mình nghĩ sao? Bộ phim Tây Du Ký này hay là bộ truyện Tây Du Ký này là cái gì? Tiểu thuyết gọi là hư giả, rồi đến những cái đoạn hối lộ đồ ở đoạn cuối thì mình cho đây là cái bộ truyện bôi bác. Nhưng mà không, chúng ta cần phải đem cái tuệ, cái nhìn sâu để chúng ta coi phim, để chúng ta đọc truyện thì chúng ta mới biết được cái ý của tác giả.
Cho nên đọc kinh Phật cũng vậy, nhất là những cái kinh điển đại thừa, mình đọc vô mình thấy toàn là cái hình ảnh nói chuyện rất là khó tin. Nhưng mà người ta chỉ mượn cái gì? Cái đó gọi là mượn cái ý diễn nên lời, hay là lấy cái gì? Lấy cái lời để diễn đạt cái ý, phải không? Cho nên đó, người ta gọi là văn dĩ tải đạo, tức là văn chương vốn chuyên chở được đạo lý. Văn dĩ tải đạo, tức là cái văn nghĩa người ta, văn chương người ta biết, nó có khả năng nó chuyên chở những cái đạo lý của người muốn nói. Mà nhiều khi mình đọc truyện á, mà cái gì nó cũng rõ hết trơn, nhưng mình thấy nó không hay, phải không? Giống như coi phim vậy đó, xem phim mà người ta hát mà có những cái đoạn hồi hộp chưa biết kết quả, nó mới hấp dẫn được người xem. Chứ còn phim mà lúc nào nó cũng gọi là rõ ràng hết thì mình xem thì không có cái gì gọi là hấp dẫn hết. Cho nên có những đoạn rất là ngờ vực, nhưng mà chúng ta để ý chúng ta xem một hồi cái đó, nó mới ra những cái hay ho trong một bộ phim đó. Thì ở đây cũng vậy, người ta làm bất cứ việc gì, ở đây cái chuyện này muốn nói đó, mình đừng có bình phẩm ở trên cái bình diện, cái tướng trạng bên ngoài chưa đủ, phải không? Mà phải nói lên, mình phải chờ cái tâm ý của người đó, chờ cái kết quả chúng ta mới biết được. Chính vì vậy cho nên tất cả những việc gì chúng ta làm, nhớ phải phát khởi từ cái lòng từ bi của mình, từ cái lòng chân thật của mình, thì mọi việc nó sẽ là chân thật. Giả thì trước sau cũng là giả, mà đã là thật thì trước sau gì cũng là thật. Cho nên ở đây cái chuyện đó mình muốn học cái chỗ đó. Thì sau khi mà rời khỏi nước OK rồi đó, thầy trò đi được một đoạn đường, thì đi trong một cái khu rừng âm u lắm, thì mới nghe cái tiếng kêu cứu của một đứa nhỏ: cứu tôi với, cứu tôi với. Thì Ngộ Không trong chuyện kể vui lắm, Ngộ Không mới nói: thầy ơi, đường tăng mới nói: Ngộ Không ơi, con nghe có ai kêu cứu mình, mình đi tới mình tìm, mình cứu người ta đi con. Thì lúc đó Ngộ Không mới nói: sư phụ ơi, con xin sư phụ làm ơn làm phước cất giùm con cái chữ từ bi trong lúc này, vì trên đường đi nó nhiều yêu tinh chướng khí lắm, mà từ bi cái kiểu của sư phụ hoài chết con. Thì lúc đó, nhưng mà cái lòng từ bi của đường tăng thì không có cho phép, gọi là gì, nhắm mắt và làm ngơ. Cho nên cố tìm cho được cái chỗ mà xuất phát cái tiếng kêu cứu đó. Thì lúc đó đi tới đó thì thấy một đứa nhỏ đang bị treo ở trên cây kêu cứu. Thì đường tăng mới nói: các con lại mở trói cho đứa nhỏ liền đi. Ngộ Không cản, Ngộ Không không cho, nó là yêu quái đó. Thầy nghĩ coi, giữa rừng như vậy nè, không có một bóng người, mà tự nhiên ở đâu có một cái thằng nhỏ xuất hiện như vậy, có phải là nó là yêu tinh không? Vậy mà nhất định cũng phải cứu nó. Thả nó xuống xong rồi, bác giới, nghĩa là ảnh là chuyên môn, ảnh bợ là hay lắm. Bợ là một, mà thừa cơ mà gọi là xung đột là ảnh là số một. Anh là anh muốn, anh nói trời, đứa nhỏ ta dễ thương về kiểu yêu quái. Thì lúc đó bắt Tôn Ngộ Không phải cõng đứa nhỏ: nơi nhà con ở đâu đây, con lạc đường, thầy cho người cõng con về giùm. Thì lúc đó Tôn Ngộ Không nói: ta giao sư phụ cho hai người, tức là Ngộ Tịnh, Ngộ Năng, coi chừng nghe không, để ta cõng đứa nhỏ này. Đi một hồi cái Ngộ Không mới nói: ta biết ngươi là yêu quái đó, nghe không, nhưng mà tại vì sư phụ bảo thì ta phải nghe lời thôi. Ta biết cái động của ngươi ở đâu đây. Thì nói đâu đi được một hồi thì có một cái luồng gió rất là lớn, rất là mạnh và âm u, và lúc đó cuốn bất đường tăng bất tiêu. Thì bác lúc đó Tôn Ngộ Không chạy tới hỏi Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, sư phụ đâu, thì nói là bị gió cuốn đi rồi. Ông mới trách: trước khi ta đi ta đã hỏi, ta dặn rồi, là tại sao hai ngươi còn để cho sư phụ bị nạn? Cái đứa nhỏ đó chính là con yêu quái đó, bây giờ nó đã mất tiêu rồi, mà bây giờ nó cũng cuốn mất luôn sư phụ rồi.
Lúc đó Ngộ Không giận quá mới dùng phép gọi các vị sơn thần thổ thần ở đó ra cho ông hỏi chuyện. Thì lúc đó 5-7 ông xuất hiện thì mới nói rằng ở cái núi này có một con yêu, nó tên là Hồng Hài Nhi, là con của Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa, mà nó luyện được một cái loại lửa tên là Tam Muội Hỏa. Đây là một thứ thiền định nha. Cái lửa này là do từ một thứ thiền định mà ra. Nhưng mà cái này là thiền gì? Thiền của ma đạo, thiền của ngoại đạo. Cho quý vị nhớ á, khi mà chúng ta tu á, nó đều có kết quả hết á. Giống như cái việc làm của mình nó có kết quả, nhưng mà kết quả này là cái quả gì? Mình tu tập cho chân chánh thì nó ra cái quả chân chánh. Còn mình mà tu tập bằng cái thứ tâm niệm không tốt, muốn luyện lên những cái nội công, những cái thần lực gì mà để tác yêu tác quái thì nó cũng có cái quả, nhưng cái quả đó là quả ma. Cho nên cái Hồng Hài Nhi, cái vị Hồng Hài Nhi này cũng luyện một thứ lửa mà gọi là lửa Tam Muội từ một cái thiền định. Nhưng mà cái thiền định này là cái thiền định của ngoại đạo, của ma. Cho nên nó cũng ra một cái thứ lực, nhưng mà gọi là cái quả lực. Thì lúc đó cái lửa đó nó đốt, thì Tôn Ngộ Không mới biết rằng á, đứa Hồng Hài Nhi này á, là con của Ngưu Ma Vương. Mà Ngưu Ma Vương với Tôn Ngộ Không là đã từng kết nghĩa huynh đệ ở 500 năm về trước. Thành thử ra mới nói ồ, thì tưởng đâu là ai, thì ra là sư cháu của ta, ta là sư thúc của nó cả 500 năm. Lúc đó mới về nói với Bát Giới, với Sa Tăng á, thấy không? Các em đừng có lo, tưởng đâu yêu quái nào thì có thể khó trị, chứ thằng nhỏ này nó là em của tôi mà. Ơ xin lỗi, nó là cháu mà, nó là con của ông anh của tôi mà. Là thành tử là không có cái gì phải lo hết trơn á, để tôi có cách để mà tôi trị đó. Thì lúc đó đó, nói xong á thì Bát Giới cười. Bát Giới mới nói như thế này: người ta thường nói 3 năm chẳng tới sân, dầu quen cũng tha ra lạ. Có nghĩa là mình quen nhưng mình không thường tới thăm ta thì sao? Quen nó cũng đâm ra thành lạ, mặn mòi thì lâu ngày nó cũng thành ra nhạt nhẽo. Đời nó vậy à, mình thường lui tới á thì sao? Mặn nồng, phải không? Mà dù quen rất thân mà mình ít lui tới thì nó cũng phải có cái sự xa cách chứ sao? Thành tử huống chi sư huynh với lại Ngưu Ma Vương cách nhau đã 500-600 năm rồi, làm gì mà người ta có chịu nhìn bà con, mà chưa chắc thằng nhỏ này nó chịu nhìn huynh làm sư thúc nó nữa. Nhưng mà Ngộ Không rất là đinh ninh cái chuyện đó. Ở đời nhiều khi cũng vậy đó. Mình có chuyện mình nhờ người ta, mình nghĩ rằng chỉ cần lại nhìn bà con cái được liền thôi, không phải dễ như vậy đâu, phải không? Ở đời nó không có dễ như vậy. Người ta nói á, khả đồng ưu bất khả đồng bạc, có nghĩa là có khả năng chia sẻ những cái lúc mà sầu muộn rắc rối khổ đau, chứ ai mà chia sẻ cái lúc mà vui sướng đâu. Thành thử ra đừng có chuyện gọi là nhìn bà con kiểu đó, nhiều khi cũng phiền lắm. Nhiều khi á, mình quen ổng thân mình tới mình nhờ người ta, đôi lúc nó làm sao nó cũng phiền cho người ta, từ chối thì cũng khó, mà làm thì người ta lại không vui, mà chính bản thân mình đôi khi cũng không có được thoải mái nữa. Thì lúc đó đó, đi đến đó để mà gặp Hồng Hài Nhi, đánh nhau một trận. Hồng Hài Nhi phun lửa đốt, Tôn Ngộ Không cháy và xỉu mất tiêu. Thì lúc đó mới nói ủa sao kỳ vậy, Tôn Ngộ Không ở trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân cả 49 ngày không chết, mà bây giờ ngọn lửa của thằng nhỏ một chút xíu vậy mà nó thiêu sao? Ở đây á, mới nói như thế này: cái ngọn lửa mà của Hồng Hài Nhi đó là tượng trưng cho cái ngọn lửa tham sân chấp thủ. Tham là mình biết rồi phải không? Sân mình cũng biết rồi. Chấp thủ là gì? Chấp thủ tức là những cái ngọn lửa cố chấp, lúc nào cũng muốn bo dính chặt ý kiến là của mình, những cái tài vật này là của mình, những cái gì mà chúng ta không buông bỏ được
chúng ta cứ cố bám víu đó thì cái đó gọi là chấp thủ. Thì cái lửa đó gọi là lửa chấp thủ, thì lúc đó đốt. Vì sao? Vì phái đoàn ba bốn thầy trò này đó, trong đó giới là Trư Bát Giới, định là Sa Ngộ Tịnh và tuệ là Tôn Ngộ Không. Nhưng mà giới định tuệ chưa có đầy đủ nội công thâm hậu, cho nên còn bị cái gì? Còn bị trói, còn bị giam, còn bị đốt. Ngộ Không mặc dù không có còn tham, nhưng mà còn sân. Ngộ Không còn sân dữ lắm. Cái người mà họ lanh lợi họ hay sân lắm. Tại sao? Vì họ bực tức những cái người gì? Những cái người mà hay chậm chạp. Phải không? Ở đời mà cái người mà họ lanh lợi, mà họ hoạt bát, họ tháo vát, mà người nào mà cà rè là họ bực lắm. Phải không? Chơi cái người mà như Tôn Ngộ Không á, thông minh nhưng mà còn sân. Mà chính cái sân đó cho nên nó bị cái lửa của ai đốt? Bị cái lửa của Hồng Hà Nhi đốt. Cái lửa của Hồng Hà Nhi đây là tượng trưng cho cái lửa của tham sân si. Cho nên á, là tham lam, tham sân là sức mạnh của ma giáo. Ngộ Không tuy không còn tham, nhưng cái động của sân còn nên bị lửa đốt, dù đã nhiều lần dùng nhiều thứ thần thông nhưng không vượt nó được. Ở đây cũng vậy, chúng ta là một Phật tử luôn luôn là lấy ba điều giới, định, tuệ làm cái căn bản của cái sự tu học của mình. Bất cứ việc gì mình làm trong đời sống hàng ngày cũng phải nương vào giới, định, tuệ mà làm. Nếu cái gì mà làm mà ngoài cái giới, cái định, cái tuệ thì coi chừng cái đó nó không mang lại kết quả tốt cho mình và cho người. Cho nên đó, mình làm việc gì cũng vậy, ở trong một cái cộng đồng làm việc với nhau, mình gần gũi với nhau, mình làm việc với nhau đó, đôi khi mình phải sao dùng cái định dữ lắm. Định để làm gì? Để lắng những cái lúc mà sân nó khởi, phải không? Rồi lấy cái giới của mình là giới gì? Cái giới thứ tư của mình là giới gì? Ái ngữ lắng nghe. Đó, khi làm việc lấy cái giới thứ tư ái ngữ lắng nghe ra làm việc. Rồi dùng cái gì? Dùng cái định để mà dằn cái cơn sân si của mình xuống. Để làm gì? Để cho mình có được một cái tuệ giác là ngay lúc này là lúc chúng ta cần phải tu. Được như vậy thì chúng ta mới vượt qua những cái vòng lửa mà nó thiêu đốt mình. Có đôi khi á, mình không chết ở cái lửa gì? Những cái lửa lớn, mà mình lại chết ở bởi những cái lửa rất nhỏ. Quý vị nhớ không? Một khu rừng sở dĩ nó cháy là vì một cái tàn thuốc của một người nào đó hút xong rồi dùng vào đó, cả khu rừng sẽ bị cháy. Phật tử của mình cũng vậy. Phật tử đây có nghĩa là chỉ những người tại gia. Phật tử đây là luôn chỉ cho tất cả những người tu của chúng ta. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phòng ngừa những cái sân si lớn, mà chúng ta quên những cái sân si nhỏ nhỏ nó xảy ra hàng ngày ở trong gì? Trong cái chỗ mình tu hành. Thí dụ như ngay lúc lên tụng kinh không kềm chế được chút là có thể nổi sân với cái người thỉnh mỏ, nổi sân với cái người thỉnh chuông, nổi sân với ông chủ lễ. Rồi nhiều khi mình xuống dưới đó, chỉ có cái chuyện lột bạc hà, cắt bạc hà thôi, mà không khéo thì sân với cái bà bạc hà rồi. Phải không? Bà bạc hà là gì? Bạc hà là cái cổng nó rất là nhẹ, nó rất là mềm, mà nó thông suốt. Mà lột bạc hà mà để nó chặt cứng, nó nặng nề, nó không nhẹ như cổng bạc hà. Phải không? Nó không có lột tuột luốt như là cái vỏ của cái bạc hà, mà nó lại dính lại. Cho nên nó nhiều khi mình cầm cái vỏ bạc hà mình tuốt cái, đôi khi nó ra rất là trơn, nhưng mà đôi khi sao nó lại dính những cái sợi nhỏ nhỏ nhỏ. Cái mình phải làm gì? Lại phải bắt đầu ngồi lấy cái công ra làm gì? Lột từng chút đó ra. Cho nên nhiều khi á, tu như lột bạc hà, những cái đó thô mình lột được rồi, nhưng mà những cái li ti mà nó, những cái sợi bắt đầu còn dính lại, thì mình lại phải làm gì đây? Phải làm cái chuyện gọi là lột nó ra để cho nó sạch cái cọng bạc hà. Ăn thì cũng được nhưng mà nhìn nó không đẹp thôi. Thấy không? Thành thử ra nếu mình làm việc gì mình mà gọi là gần với nhau mà để liếc nhau cái cho qua ngày đó, ai làm được? Gọi là đi vô chung với nhau chỗ gọi là liếc nhau cho qua ngày,
gọi là đá đấm hay là bóc méo nhau một hai câu cho nó vui ngày đoạn tháng thì chuyện đó dễ lắm, làm ai làm cũng được hết. Nhưng ở cái chỗ chúng ta tu hành là chúng ta muốn gạn lọc những cái li ti đó. Mà vì vậy cho nên đó, những cái ngọn lửa mà có thể làm cho mình thiêu rụi, dù mình đủ Phật pháp, ô đụng tới mình là Phật pháp nó văng tùm lum hết, giống như là Tôn Ngộ Không đủ thứ các loại thần thông thi thố hết rồi, nhưng không trị được cái lửa của một đứa nhỏ. Mình cũng vậy, bấm vào chỗ nào của mình cũng nói Phật pháp được hết á, thấy không? Mình đã nghe nào là Bát Nhã, nào là Niết Bàn, đủ thứ các loại kinh, đủ thứ các Phật pháp, gọi là mình là một cái channel, mình là một cái tivi rất nhiều đài, bấm đài nào cũng ra hết. Nhưng mà coi chừng mình bị hết pin ở những cái chỗ rất là đơn giản như vậy. Cho nên á, bát giới và tam tạng cũng thua, Ngộ Không cũng thua. Và lúc đó nhờ Long Vương đem mưa tới mà rưới, và cuối cùng phải nhờ tới ai để mà chữa? Nhờ tới Đức Quan Âm Bồ Tát. Quý vị nhớ, mỗi một lần gặp nạn thì mỗi một lần có Quan Âm xuất hiện, và mỗi một lần Tôn Ngộ Không gặp Quan Âm thì mỗi một lần Tôn Ngộ Không lại học được những cái bài học rất mới. Cũng như vậy, trong đời sống hàng ngày của mình, mỗi một lần hoạn nạn thì lại mỗi một lần chúng ta đứng dậy và học thêm chúng có gì hết. Cho nên sở dĩ mà chúng ta đầy đủ những cái sự kinh nghiệm, những cái dày dặn trong cuộc sống là vì sao? Là vì chúng ta vấp phải quá nhiều những cái đau thương. Cho nên cái người mà họ đau thương nhiều chừng nào thì cái chí tu hành họ là sao? Càng sâu dày chừng đó. Nhưng mà nhớ nha, cái chí tu học càng sâu thì ma lực nó càng nhiều. Cho nên trên đường đi thỉnh kinh này không, càng đi sâu vào các càng đi tiến gần tới Tây Phương á, thì ma quái lại càng xuất hiện mà mạnh bạo. Hồi đầu chỉ là những tên giặc cỏ, chỉ là những tên cướp thôi, nhớ không? Nhưng mà càng đi sâu thì quý vị thấy không, càng ngày những cái người mà yêu quái càng có nhiều gì, nhiều những cái sức mạnh. Mình tu hành cũng vậy, càng tiến gần đến lộ trình giải thoát thì chúng ta lại càng gặp nhiều yêu tinh chướng khí. Mà nó biết được cái lực của mình bao nhiêu, nó phải tấn công mình bao nhiêu chứ. Địch là nó luôn luôn nó làm gì, nó núp, nó rình mò, nó coi mình nội công tới đâu mà nó về nó luyện để cho ngang hàng với mình hoặc là hơn mình, chứ không bao giờ nó thua mình. Những cái đoạn trước á là những con tinh yếu yếu thôi, nhưng mà quý vị sẽ thấy bắt đầu từ nay về sau là cái lộ trình đã đi khá xa rồi, thì bắt đầu yêu tinh bắt đầu xuất hiện càng mạnh hơn nữa. Bắt đầu những cái người có phép dễ sợ không, chẳng hạn như Hồng Hài Nhi là một. Ở đây muốn nói cái tham sân si là ba cái căn bản nhất của một người, ba cái căn bản chất độc mà tất cả chúng ta ai cũng đều phải đối đầu hết. Cho nên Đức Quan Âm mới dạy Tôn Ngộ Không một cái thiền định gì, cái thiền định về vô ngã. Lúc đó Ngài Quan Âm xuống, Hồng Hài Nhi thấy. Mình phải trở lại một chút xíu nữa, là lúc đó Hồng Hài Nhi á mới nói với lại Lô La là những cái tên hầu cận, mới nói rằng á, trước khi mà ta đem nấu đường tăng cho ngon lành rồi á, ta ăn á, ăn thịt đường tăng á, thì ta cần phải mời phụ vương của ta đến đây để chung vui. Cho người đi mời. Đi không được bao lâu thì nghe tin báo về nói là phụ Ngưu Ma Vương, là phụ vương của Hồng Hài Nhi đang tới. Thì lúc đó Ngưu Ma Vương mới đi vào và hỏi Hồng Hài Nhi chứ mời ta tới đây có chuyện gì không. Hồng Hài Nhi mới nói dạ con mới bắt được đường tăng, và nghe nói ăn thịt đường tăng thì sống cả ngàn năm, bây giờ con không thể ăn một mình, con mời phụ vương đến đây ăn chung với con. Thì Ngưu Ma Vương mới nói tới nó lui hồi, mới nói thôi không được đâu, bữa nay chưa ăn được đâu, tại vì bữa nay ta ăn chay.
Thì lúc đó Hồng Đại Nhiên mới nói đánh chát tiền cho người ta hỏi, hồi nãy ngươi gặp phụ vương của ta ở đâu? Nói dạ đi mới có nửa đường gặp à. Đã thôi rồi, lúc đó Hồng Hà Nhi biết là bị trúng kế rồi. Đố quý vị ai giả? Tôn Ngộ Không giả làm Ngưu Ma Vương, là cha của Hồng Hà Nhi, đi vô đó để mà cứu Đường Tăng. Thì lúc đó Ngưu Ma Vương đến đằng kia mới kêu mở trói cho Đường Tăng. Thì Hồng Hà Nhi nhào tới kêu không có được mở. Lúc đó mới bắt, là nghĩa là Ngộ Không bắt đầu hiện nguyên hình và đánh nhau với Hồng Hà Nhi. Đánh nhau với Hồng Hà Nhi. Thì lúc đó Quan Âm Bồ Tát xuất hiện. Thì Hồng Hà Nhi mới hỏi ngươi là ai. Hỏi mấy lần thì Quan Âm không trả lời, mà Hồng Hà Nhi mới dùng lửa đốt cái chỗ của Quan Âm ngồi. Thì Quan Âm liền và dùng thần thông bay lên trên cao, và cái tòa sen còn trong. Thì Hồng Hà Nhi là đứa con nít mà, thấy cái tòa sen đẹp quá, phóng lên đó ngồi và bắt chước như Quan Âm chắp tay vậy nè, thấy không? Thì lúc đó Ngộ Không mới nói Bồ Tát, Bồ Tát, nó sao Bồ Tát không trị nó mà còn nhường cái tòa ngồi cho nó. Thì lúc đó Bồ Tát mới nói ngươi nhìn kìa. Thì lúc đó từ ở dưới cái hoa sen nó mọc lên những cái cây gương, cây giáo, và Ngộ và Hồng Hà Nhi không có nhúc nhích gì được hết. Thì mới nói thôi Bồ Tát ơi, Bồ Tát tha cho con đi. Bây giờ Bồ Tát mà tha cho con nghĩa là con chịu hàng phục liền. Lúc đó mấy cái cây gương đó nó rút xuống, thì Hồng Hà Nhi phóng xuống mới nói chỉ có chút xíu tài thuật như vậy mà đòi bắt ta. Thì lúc đó ảnh mới dùng những cái lửa hay là những cái giáo gì đấu với Quan Âm. Thì mỗi một lần như vậy thì Quan Âm liền búng cái phép tới thì ảnh đều không có làm được. Và cuối cùng Quan Âm búng một cái thì trong đầu ảnh chồng một cái vòng, hai tay, hai vòng, hai chân, hai cái vòng. Mà cũng chưa chịu nữa, ảnh còn nghĩa là ly thêm một lần nữa. Ảnh dùng phép ảnh thi thố một lần nữa. Thì lúc Quan Âm chỉ ảnh một cái là hai cái tay ảnh chấp lại vậy và ảnh cứ ngắt vậy luôn. Và kể từ đó ảnh theo hầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là cái tích, cái chuyện mà sau này người ta vẽ Đức Quan Âm Bồ Tát có một đứa bé trai gọi là Hồng Hà Nhi, nó đứng kế bên nó hầu Đức Quan Âm. Ở đây á, mình học một cái ý như thế này. Hồng Hà Nhi á, nó lợi dụng cái lòng tốt của Đường Tăng là nó treo, nó tự treo nó trên cây. Quý hiểu ý không? Đó để nó lợi dụng cái lòng tốt của Đường Tăng, đó là một sự lường gạt chứ gì đó. Nhưng mà lường gạt này lường gạt để mà mưu cầu cái dục vọng bằng cách là nó muốn ăn thịt Đường Tăng. Cái ý nghĩa, cái dục vọng mình mưu cầu, mình lường gạt người khác để mà thỏa mãn cái tham, những cái tham dục của mình, đó là cái gạt xấu, đó là cái lường gạt rất là xấu. Quý vị hiểu ý không? Rồi ở một cái đoạn khác đã trách, nghĩa là Hồng Hà Nhi lợi dụng lòng tốt để gạt Đường Tăng, thì tại sao Tôn Ngộ Không lại giả làm Ngưu Ma Vương để vô gạt Hồng Hà Nhi? Có phải vậy không nè? Ở đây cũng là gạt, nhưng mà cái gạt nó khác à. Cái gạt này là cái gạt cái với cái tâm ý không có xấu, với cái mục đích là để làm gì? Để cứu Đường Tăng mà thôi, chứ không muốn hại Hồng Hà Nhi. Hai cái lường gạt đó nó khác nhau, phải không? Ở đây chúng ta cũng biết rằng trong nhà Phật, khi chúng ta giữ giới thì chúng ta cũng có một cái phương pháp gọi là gì? Khai giá trì phạm. Có những lúc chúng ta phải mở ra vì một cái vấn đề nào đó mà chúng ta phải làm cái chuyện đó, nhưng với cái mục đích là tùy duyên nhưng mà bất biến. Tùy duyên nói dốc lường gạt, nhưng mà cái gạt này không có ý hại người. Bây giờ mình nói ví dụ một cái người đó bị một cái tên ăn trộm hay ăn cướp gì đó rượt, thì mình thấy cái người đó núp vô cái gốc cây đằng kia đi, mình nói ví dụ vậy. Rồi chứ thì cái tên nó chạy tới hỏi là mình có thấy cái người kia đâu không. Bây giờ mình không biết giữa họ có ân oán gì không biết, nhưng mà mình thấy rõ ràng họ đâm chém nhau là cái chuyện không tốt rồi. Cho nên mình mới nói là sao? Mình mới nói dạ tôi không thấy. Trên phương diện mà người ta giữ giới, ta nhìn mình, ta nói mình nói giống không? Nói giống. Tại sao anh thấy người ta trốn vô cái đó mà anh lại nói là không thấy? Nhưng mà cái nói giống đó lại làm gì? Để cứu một người. Cái chuyện họ ân oán gì mình không có biết, nhưng mà rõ ràng
đây là một cái sự đâm chém ấu đả với nhau, và chúng ta không làm cái chuyện chỉ chỗ cho người, gây thêm thù oán. Đó là một cái ví dụ. Rồi cái ví dụ cái thứ nữa mình hay nói hoài đó. Thí dụ như bây giờ ông A nói xấu ông B, rồi mình là nghe xong rồi mình lại mình nói tôi giữ giới không nói dối, mình lại mình nói hết cho ông B nghe, mình nói là tôi giữ giới không nói dối, thành thử tôi nghe ông A nói cái gì về anh là tôi nói hết cho anh nghe đó. Bây giờ tôi là người giữ giới chân chất lắm à. Cái giới của tôi là giới thứ tư là không nói dối. Nhưng mà thiệt sự ra là mình nói dối không? Nói dối, mình phạm giới là vì mình nói cái lời để cho người ta thù hằn nhau, người ta gây gỗ nhau, hay người ta đánh đập với nhau. Đó là phạm giới. Mặc dù mình cảm tưởng như mình không giữ giới, nhưng mà thật sự mình đã phạm cái giới. Cho nên cái lời nói á, cái lời nói nó quan trọng lắm. Những lời nói nào nó mang lợi hòa hợp cho người thì chúng ta nói. Còn những lời nói nào có dù nó là thật nhưng mà nó không mang lại cái lợi ích cho người thì chúng ta không nên nói. Ở đây chúng ta phải biết được cái chuyện gọi là giữa hai cái gạt đó, thấy không? Hồng hà di gạt Đường Tăng, còn cái sự Tôn Ngộ Không thì gạt ai? Gạt Hồng hà di. Nếu không muốn nói nhân quả, mình gạt người khác thì cũng có người khác gạt lấy mình. Trên phương diện nhân quả là như vậy, hiểu ý không? Nhưng đó là một chuyện. Còn cái chuyện thứ hai mà học được ở đây là gì? Có những cái chuyện mình làm nhưng mà không phải từ những cái tâm niệm xấu, những cái tâm niệm ác, mà chỉ vì muốn cứu người thôi. Giống như là có một cái vị thầy đó bệnh hoài không có hết bệnh, thì bác sĩ mới nói là thầy cần phải uống thuốc mà có để con gà ở trong đó cho thầy hết bệnh. Nhưng mà cái vị thầy này dứt khoát không có chịu uống, thì người đệ tử mới lén nấu canh gà cho thầy uống. Uống xong thầy hết bệnh, thầy mới kêu đệ tử tới. Thầy hỏi đệ tử ơi, con cho thầy uống cái thuốc gì mà nó hay quá trời, thầy uống ngon có một hai chén mà thầy hết bệnh. Thì lúc đó người đệ tử mới nói thiệt, nói dạ thưa thầy, con cho thầy uống canh gà. Thì ông thầy ông nghe như vậy, ông tức, ông ói máu, ông chết. Ông nghĩ rằng ông là cái người giữ giới, nghĩa là tinh nghiêm trong bao nhiêu năm nay, mà bây giờ chỉ vì uống một chén canh gà để mà hết bệnh thôi. Cho ông tức, ông chết. Chết như vậy mà không có siêu thoát nha, ông thành là một con yêu tinh ở trong chùa. Tối nào ông cũng rên hết. Ông rên sao quý vị biết? Nhất dạ ẩm kê than, là một đêm uống canh gà. Một đêm uống canh gà, tức là một đêm uống canh gà thôi mà để cho tôi phạm giới mấy mươi năm tôi giữ, tức quá chứ. Thì một hôm có một cái vị hòa thượng tu hành cũng đắc đạo đến tá túc ở ngôi chùa. Thì vị hòa thượng này mới nghe các đệ tử kể lại cái chuyện như vậy, thì ông hòa thượng mới nói được rồi, tối nay ta sẽ phương tiện tùy nghi tùy thời để độ cho thầy của các vị. Thì cái đêm đó thì cũng nghe cái tiếng rên rỉ như vậy, một đêm uống canh gà, nhất dạ ẩm kê than. Nhất dạ là một đêm, ẩm là uống, kê là gà, than là thuốc. Nhất dạ ẩm kê than, một đêm uống thuốc canh gà. Thì nghe như vậy thì hòa thượng này mới thốt ra hai câu: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp thân miệng ý mà trong sạch thì cùng Phật chơi ở Tây Phương. Nghe như vậy từ đó về sau không còn tiếng kêu rên gì nữa đó. Thì vị thiền sư này, vị hòa thượng này đã độ cho cái hồn ma đó bằng câu gì? Cái chuyện mà anh uống cái canh gà đó chỉ là một phương tiện để cứu anh, cứu thầy. Nhưng mà nếu mà tâm niệm của thầy luôn thanh tịnh, gọi là thân miệng ý thầy thanh tịnh, thì sao? Thì thầy cũng ở cõi Tây Phương chứ có sao đâu. Quý vị hiểu ý không? Giống như nhiều khi mình đi ăn thức ăn cũng vậy,
cái người thí chủ người ta mua, người ta đâu có biết ở trong đó nó có, người ta chỉ nghĩ đó là đồ chay. Nhưng mà có ở cái những quốc gia người ta ăn chay mà người ta không phải ăn chay cái kiểu mà một cách 100% như mình, là nước mắm không ăn hay là tôm khô không ăn, mình nói ví dụ vậy, thì những có những nơi người ta nghĩ rằng mình chỉ là những cái người gọi là ăn thịt ít lại thôi, thành thử ra người ta xây tôm khô, người ta làm nước mắm vô trong thức ăn, mình nói ví dụ vậy. Rồi cái người Phật tử kia cũng vì lòng thành thấy nó để chữ vegetarian là đồ chay thì mua về cho mình ăn. Thì bây giờ á, mình ăn ba cái đồ giả nhiều quá, cho nên bây giờ thiệt giả bất phân, mình cũng chả biết cái nào là cái nào hết, cho nên là mình ăn vô đó. Rồi mình ăn cái ngày nào đó cái mình mới phát hiện ra cái đó là thức ăn, không phải là đồ chay chính thống, thì mình lại giận buồn sao. Mà thật sự là từ xưa tới giờ có ai tu hành thành Phật mà bởi ăn chay đâu. Ăn chay chỉ là một trong ngàn muôn cái phương tiện giúp cho mình một chút xíu trên đường tu thôi, chứ nó không phải là cái tổn cung của cái chuyện tu hành. Quý hiểu ý không? Cho nên cái quan trọng là ba nghiệp mình thanh tịnh, mình không thấy, không nghe, không nghi, không suối, không biểu, không tùy hỷ. Thì bây giờ thí chủ có lòng thì mình phải có bụng chứ sao. Người ta mang tới thì mình cứ như mình dùng, nhưng mà với cái tâm rất là chân chất của mình là mình độ cái món ăn đó, chứ mình không có tâm, không có cái tâm niệm xấu, hiểu không? Thành thử ra ở cái chỗ này chúng ta mới biết rằng trong vấn đề giữ giới chúng ta cần phải uyển chuyển. Mình là người Phật tử, mình phải nắm được cái tinh yếu uyển chuyển của đạo Phật là tùy duyên bất biến. Và hôm nay mình có nói hoài cái câu này đó. Mình tùy lúc, tùy thời, tùy cảnh, tùy con người mà chúng ta hành xử. Không phải ai chúng ta cũng có thể dùng lý trí, không phải việc gì chúng ta cũng dùng tình cảm, phải không? Mà chúng ta tu tập để phát huy cái tuệ giác ở nơi mình, và chúng ta làm những cái gì mà nó có thể dung nạp được giữa từ bi và trí, mà thường khó lắm. Trí, tuệ và từ bi, phải không? Ít khi nào mà có thể người đời người ta gọi là lý trí và tình cảm. Quý hiểu ý không? Nhưng mà cái tình cảm ngoài đời là tình cảm gì? Tình cảm chiếm hữu. Còn lý trí của ngoài đời là lý trí làm sao? Cái lý trí của ngoài đời là lý trí gọi là thẳng tay, không thương xót. Nhưng mà hai chữ từ bi và trí tuệ của đạo Phật nó khác. Từ bi người ta nôm na như tình cảm, nhưng mà thật sự ra từ bi nó hơn tình cảm nhiều lắm. Tại vì tình cảm là tình cảm, mình còn tình cảm cá nhân lắm, mình còn nhiều thứ tình cảm gọi là li ti. Nhưng mà từ bi trong đạo Phật là bình đẳng, chỉ vì một lòng thương xót. Còn trí tuệ là cái trí tuệ này được phát huy từ cái từ bi mà ra, vì thương mà làm, chứ không phải vì ghét mà thẳng tay. Ở ngoài đời là người ta ghét là ta thẳng tay à. Còn trong đạo có thẳng tay cũng từ cái gì? Từ cái từ trí tuệ từ bi. Cho nên mình có thể dung nạp được trí tuệ và từ bi trong mỗi cái việc làm trong đời sống hàng ngày của mình. Nó khác như vậy. Ở ngoài đời á, người ta dùng tình cảm người ta làm gì biết không? Người ta chiếm hữu, dùng tình cảm để mà lường gạt, dùng tình cảm để mà cầu danh lợi. Nhưng mà ở đây không, mình không cần những cái tình cảm đó. Người Phật tử, người tu là phải có từ bi trí tuệ. Bất cứ việc gì của mình làm mà thiếu cái từ bi thì việc làm đó nó chưa được gọi là cái việc làm xuất phát và mang danh là Phật sự. Tại vì nó không phát xuất từ cái tâm lượng từ bi. Cái tâm từ bi của mình phải có. Pháp Hòa nói hoài, bất kỳ việc gì quý vị làm ở trong ngôi chùa đều là Phật sự hết. Không phải quý thầy thuyết kinh nói đạo mới là Phật sự đâu. Mình đến đây mình rửa một cái chén cũng là Phật sự. Mình quét nhà là Phật sự. Mình hút bụi là Phật sự. Thậm chí mình lặt rau hay là không làm gì hết, mình chỉ đến đó để mình xơi cơm thôi, đổ chế độ gọi là đổ ngõ thôi, cũng là Phật sự.
Tại vì mỗi người một job, mỗi người một việc. Kẻ kia nấu thì mình là kẻ tới ăn. Giống như mình dâng hương thì chư sao Phật Phật phải tới chứng chứ. Giống như mình bày lên trên bàn, mình có mong Phật tới chứng không? Mình hay khấn lắm, bữa nào mà thấy cây nhang mà cong queo mình rồi, tôi mừng lắm, là bữa nay là Phật chứng cho tôi. Mình đem lên mình dâng, mình cúng, mà tâm thành của mình là mình mời mọc dữ lắm à. Hôm nay là ngày giỗ của ba của mẹ gì đó, à, chúng con làm mâm cơm ít hương hoa trà quả, mời ba má về chứng cho chúng con. Mà bữa đó mà mình thấy cây nhang mà cong là mình mừng dữ lắm, là tại vì ông bà về chứng. Không thấy nhưng mà thấy cây nhang cong là biết rồi. Đó là cái niềm tin của mình như vậy phải không? Mình cũng vậy, mình mời khách tới nhà mà khách ăn khách sáo, mình buồn lắm. Tại vì khách sáo cũng chịu ăn. Rồi hỏi khách ăn ngon không? Nói dạ ngon. Mình còn trách nó ngon sao còn nguyên vậy? Mà tới đây người ta ăn sạch sạch xanh mà cũng chịu là sao? Cho nên mình có lòng nấu thì người khác tới có lòng ăn. Tại sao mình lại buồn? Mình đã để hết công sức thì giờ của mình ra bắt đầu từ ngày thứ sáu, mà bây giờ chỉ còn chút xíu buổi trưa chủ nhật đó mình không làm trọn vẹn nữa thì chưa được, chưa trọn vẹn. Cho nên phải làm sao đem hết cái tâm mình ra mà làm được, như vậy thì mình là một người Phật tử làm Phật sự. Không sao, thà là mình làm hết, còn nếu ít mình chia đều, còn hơn còn không làm cho đủ làm cái khác. Nhưng mà mình không có tự khi mình kiểm soát là mình không có gì cái sự tình cảm cá nhân, mình không có cái vấn đề li ti nhỏ nhất đó, cái đó gọi là từ bi. Cho nên á, mình cứ việc đem hết cái lượng từ bi của mình ra mà làm, nhưng mà nhớ là trong khi mình làm việc phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ là mình phải luôn luôn quán chiếu lại những cái việc làm của mình. Từ đâu? Xuất phát từ đâu? Mình muốn thành tựu trên cái con đường làm Phật sự của mình được. Cho nên cái việc làm gì cũng vậy. Lớn, mà làm việc rất lớn, rất là gọi là một cái công trình rất lớn. Nhưng mà nếu mà mình làm bởi cái tâm tham, sân, si, cầu danh, cầu lợi, thì cái đó gọi là ma nghiệp. Còn tới chùa chỉ quét một quét nhà, không có thấy lớn lao gì hết, tôi chỉ quét nhà, nhưng mà tôi quét bằng cái tâm thành của tôi. Tôi đến tôi không có sức tôi làm gì hết, tôi chỉ đủ sức cầm cái chổi quét nhà thôi, thì cái việc làm quét nhà đó được gọi là Phật sự. Mà người nào không làm gì hết mà nếu phát khởi cái lòng tùy hỷ với người khác, tôi rất mừng anh đó đến đây làm cái việc rất lớn giúp cho đại chúng. Tôi rất vui khi người kia đến đây làm cái việc rất tầm thường, khởi cái lòng hoan hỷ, công đức vẫn ngang nhau. Vì sao? Vì khi lòng hoan hỷ mình, lòng tùy hỷ mình khởi lên, mình tăng trưởng cái gì? Mình tăng trưởng được cái tâm mở rộng và bớt cái tâm ích kỷ. Còn người kia làm, họ bớt được cái tâm tham, tiếc, bỏng sẻn. Cả hai công đức như nhau, một bên trừ tâm tham, một bên trừ tâm bỏng sẻn. Cho nên cái đó gọi là pháp tu không tốn tiền, đó là tùy hỷ công đức. Quý hiểu ý không? Vậy cho nên ở cái câu chuyện này chúng ta học những cái chuyện làm như lừa gạt Hồng Hà Di, lừa gạt Đường Tăng, đó là dục vọng để ăn thịt Đường Tăng. Ngồi ngộ không giả làm vua Ma Dương, vô gạt Hồng Hà Di, chỉ với một cái mục đích cứu Đường Tăng. Cho nên ở đây những cái việc làm của chúng ta lúc nào cũng vậy, luôn luôn là chúng ta phải biết cái việc mà chúng ta đang làm là cái gì. Được như vậy thì mình là một cái người sống biết uyển chuyển, biết tùy duyên mà bất biến, tùy theo lúc thời người mà chúng ta làm việc, mà không mất đi cái phẩm chất của mình. Cho nên cái việc giữ giới đó mình phải rõ ràng. Thí dụ như mình nấu một bữa ăn chay, giờ con cái mình về nhà nó không biết, nó lấy cái đũa mà thịt cá nó để vô trong cái nồi đồ chay đó, cũng không có phải là một cái chuyện lớn lao gì. Đừng có gì những cái chuyện đó mà chúng ta la làng la xóm rồi mắng rủa mấy đứa con. Cái đó không nên. Nó sẽ thấy rằng trời ơi, má ăn một nồi đậu hũ mà má nói toàn đồ mặn không.
cái đó không nên. Đó, cho nên chúng ta phải cần nắm rõ cái đó thì nó thấy được cái tinh thần tự tại của một người Phật tử. À, được như vậy thì việc làm gì cũng có Đức Quan Âm với mình. Tại Đức Quan Âm là một cái tình thương rộng lớn, nhưng mà Quan Âm luôn luôn có cái bình tịnh thủy, nhớ không? Bất cứ cái chuyện gì mà rắc rối là Quan Âm xuống, chỉ cần nhúng cái nhành dương liễu đó đi vô trong cái việc làm thì tự nhiên việc đó nó thành công liền. Dương liễu là gì? Nhành dương là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển, bị nó mềm mại lắm. Cái tinh thần mềm mỏng của một người Phật tử có khả năng hóa giải tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống. Mình là thường thường là người mẹ uyển chuyển hơn người cha ha. Người cha lúc nào cũng cứng, cũng nghe cho nên người trong kinh đó, người Đức Phật nói trong kinh Vu Lan đó, người cha là tượng trưng cho cây thông, còn người mẹ là gì? Người mẹ là cái hoa, cái kim châm á, mà trong kinh gọi là cùng cầu nguyện thung huyên an hảo đó, nhớ không? Nhớ cái câu kinh đó không? Trong kinh Vu Lan đó, cùng cầu nguyện thung huyên an hảo. Thung là cái thông, huyên là cái kim châm. Cái bông huyên, cái hoa huyên đó, nó rất là ngọt, tượng trưng cho người mẹ. Thông và tượng trưng cho người cha. Mỗi một mùa Vu Lan mình tụng kinh báo hiếu, mình làm lành bố cúng dường trai tăng là để cầu nguyện cho cha mẹ được bình an sức khỏe, cùng cầu nguyện thu huyên an hảo, cùng bãi đời phụ mẫu siêu sanh. Trong kinh Vu Lan cái chữ thung là thông, huyên là cái kim châm để chỉ cho người cha và người mẹ. Cho người mẹ lúc nào cũng uyển chuyển lắm, mềm mại với đứa con, còn người cha không có đâu. Một là một, hai là hai, phải không? Dạ, thì thôi hôm nay mình theo đường tăng được hai nạn, mình chấm dứt ở đây. Mong đại chúng có dịp tiếp tục để mình đi mỗi bước theo ngày đường tăng, để mình học hỏi những cái kinh nghiệm trong cái đời sống hàng ngày của mình, mà qua những cái nạn mà ngày đường tăng gặp, tất cả đều là bài học cho mình hết đó. Mặc dù chuyện hư cấu, chuyện xa vời, nhưng mà khi chúng ta nhìn nó, ta thấy không? Nó gần với mình hàng ngày, hàng giờ, chúng xa đâu hết.